Cái này ấy, nó chỉ đúng một phần thôi các bạn ạ. Các bạn nào mà lên Google có thể search đó là ấy, cái tỷ lệ ung thư ở người Nhật ấy, nó cao ấy, chứ không thấp đâu các bạn. Và bạn nào nghĩ là người Nhật người ta ít bệnh thì các bạn nhầm rồi nha. Quá nhầm luôn. Và nếu như thực sự là người Nhật người ta ít bệnh ấy, thì cái nền thực phẩm chức năng của Nhật ấy, nó cũng không phát triển đến cái mức độ như bây giờ nha. Cái việc mà bị ung thư ấy, nó còn liên quan rất nhiều tới cái môi trường sống, nguồn nước, rồi mã gen, rồi con người, thói quen ăn uống, thói quen sinh hoạt, nói chung là rất là nhiều thứ, chứ nó không chỉ liên quan đến thực phẩm. Chứ mình nói thật, các bạn đừng nghĩ là Việt Nam mình thực phẩm bẩn. Đấy, nói chung là có chỗ sạch và có chỗ bẩn, đúng không? Không phải chỗ nào nó cũng bẩn, nên là chúng ta không thể nói như thế được. Ở Việt Nam mình cũng có những người sống rất là già nhá, sống rất là thọ nhá các bạn. Còn về tại sao cái tuổi thọ trung bình của người Nhật nó lại cao ấy, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Bởi vì là người Nhật người ta sử dụng rất là nhiều những cái thực phẩm lên men nhá các bạn. Trong đó là phải kể đến cái natto ấy, cái đậu thối ấy, các bạn đều biết đúng không? Ngoài ra cái nước canh ấy, hay còn gọi là nước súp của người Nhật ấy, thì nó cũng là thực phẩm lên men. Và nó là đậu lên men đấy các bạn. Bọn trẻ con thì nó cũng hay dùng cái thực phẩm lên men được gọi là cái Yakult ấy, đấy. Và ăn rất nhiều sữa chua nữa. Cái điều nữa các bạn phải để ý đó là ấy, những cái nước mà có người dân người ta thọ ấy, thì toàn là những nước giàu, những nước phát triển không à. Mình sẽ không nói quá nhiều về cái vấn đề thực phẩm Việt Nam sạch hay là bẩn. Mình chỉ muốn nói một điều đó là ấy, cái bài báo ở trong cái video này ấy, nó hết sức là bullshit các bạn ạ. Nếu mà nói về chuyện ít ăn cơm ấy mà ít bị ung thư ấy, thì mấy nước bên châu Âu ấy, người ta bất tử hết rồi nha bạn nhá. Còn bạn, còn mình ở đây, bạn cứ để ý đi. Đến một lúc nào đó khi mà Việt Nam đủ giàu, đủ mạnh rồi, thì dân tự khắc người ta khác sống thọ thôi nhá. Phải là cảm giác.